Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Đấy. Trên màn hình các bác theo dõi video, đây là một số cái mẫu bơm máy, bốn cái mẫu bơm máy đang là mưa làm gió trên thị trường, được các bác và anh em tin tưởng sử dụng khá là nhiều nhé. Trong video này em sẽ giới thiệu công khai, giới thiệu chi tiết về bốn mẫu bơm máy và báo giá công khai để các bác và anh em cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu bơm phù hợp nhất các bác nhé. Đấy. Đặc biệt là hôm nay bên em có những cái chương trình khuyến mại tri ân khách hàng cực kỳ là hấp dẫn nhé, chơi lớn với các bác và anh em nhân dịp cuối năm đấy. Bên em sẽ hỗ trợ cho các bác và anh em trả góp cái mẫu bơm máy, các bác chỉ cần bỏ ra tầm tiền khoảng hơn 1 triệu các bác sở hữu ngay một cái mẫu bơm máy nhé. Bên em sẽ có chương trình bán trả góp cho các bác đấy. Thì cái chương trình bán trả góp này thì em chỉ áp dụng đối với một cái mẫu bơm cao cấp nhất nhé. Đấy, khi các bác mua con bơm này nhé, giá các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 1.500.000 các bác có cơ hội sở hữu ngay một con bơm máy khuyên đây đầu bò lớn full auto tự động ngắt đấy. Còn lại là các bác sẽ giả lãi cho trả góp cho em theo kỳ hạn khoảng 3 tháng cho đến 6 tháng tùy theo điều kiện là yêu cầu của từng bác đấy. Là cái chương trình bán trả góp thì bên em cũng sẽ có bộ phận xét duyệt hồ sơ các bác nhé. Đấy, thời gian cho xét duyệt cho mình thì tùy theo từng hồ sơ đấy. Thế nhưng các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 1.500.000 thôi, các bác có thể sở hữu ngay một con bơm máy Hyundai đầu bò lớn full auto tự động ngắt nhé. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác con bơm này luôn. Đầu tiên, con này là con bơm Hyundai các bác. Đấy, em để này các bác theo dõi kỹ cho em nhé. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Đây, đến từ thương hiệu Hyundai này. Con này thì đầu bò cực kỳ là lớn này. Đấy, đầu bò lớn này. Động cơ full auto tự động ngắt nhé. Các bác lưu ý nhé, các bác nhìn cái hàng chuẩn chỉ, hàng xịn sò nhé, nó khác bò sò tinh hàng trên thị trường. Ví dụ đây các bác nhìn, đầu tiên tất cả các dây hơi này sẽ là dây dẫn bằng đồng hết các bác đấy. Trên thị trường bây giờ hàng giả hàng nhái con Hyundai rất là nhiều, nhưng nó không có thể có cái logo được. Đấy là cái thứ hai, dây dẫn này có thể nói là bằng đồng hết các bác nhé. Không thể, trên thị trường thì hàng giả hàng nhái nó sẽ dây dẫn bằng nhôm. Dần dần nó sẽ oxy hóa và xuống cấp theo thời gian và năm tháng các bác đấy. Còn cái dây dẫn bằng đồng này các bác biết rồi, các bác dù cứ mút chỉ cần câu từ một quýt này cho đến một quýt sang năm cũng không bao giờ nó hỏng, và một số năm sau nữa đấy. Cái thứ hai, đầu bò này thì đầu bò lớn bao cho anh em bơm lên cực kỳ là nhanh và khỏe nhá. Con này thì sẽ có động cơ full auto tăng áp kép đấy. Ở hai bên này, hai bên rìa sẽ có hai cái buồng lọc khí và buồng lọc có hai buồng, một là buồng lọc dầu này, một buồng là lọc hơi nước cho anh em nhé, để đảm bảo 100% không có hơi nước vào bình cho anh. Còn dây dẫn hơi thì sẽ là tháo nối nhanh các bác nhé. Đây, dây dẫn hơi tháo nối nhanh, khi các bác bơm thì các bác lắp vào, không thì các bác tháo khớp ra nhé. Đấy, dây dẫn nước cũng thế, cũng đều là tháo nối nhanh hết các bác nhé. Đấy, con này thì đỉnh của chóp rồi các bác nhé, bao cho bác bơm khoảng 300 cân, thời gian chỉ cần khoảng 1 phút rưỡi cho đến 90 giây thôi các bác. Đấy, thời gian cực kỳ là nhanh đúng không? Vì thời gian là vàng là bạc mà các bác. Đấy, nên thương hiệu Hyundai rất chỉ là tâm lý khách hàng, tạo ra những cái sản phẩm gọi là có tính thực dụng cực kỳ là cao và bền bỉ theo thời gian. Đấy, cái mẫu này bao cho anh em bơm 300 cân nhé. Thời gian chỉ cần khoảng 1 phút rưỡi cho đến 90 giây là đầy thôi. Mẫu này bảo hành cho em động cơ máy móc đầu bò nhé, bảo hành cho em lên đến 18 tháng. Các bác thấy xịn sò chưa? Con này động cơ ở bên trong, động cơ bên trong đều là cuốn dây đồng đỏ 100% hết các bác nhé. Đấy, đến nơi các bác kiểm tra, các bác nhìn ở đằng sau này, nhìn đằng sau này đồng đỏ là các bác biết ngay. À, động cơ nào cuốn dây nhôm các bác nhìn phát biết ngay, không chạy đâu được nhé. Con này các bác cài áp suất này, cài áp suất 100 cân này, 200 cân, 300 cân. Đạt cái mức áp suất đấy là bơm sẽ tự động dừng lại thôi nhé. Đấy, con này thì các bác chơi có thể nói các bác là sướng cả một cuộc đời luôn các bác. Từ bây giờ về sau khi có dùng chỉ có sướng, không bao giờ có khổ. Giá khởi điểm của con này các bác chỉ cần bỏ ra 1.500.000 là có thể sở hữu ngay con bơm Hyundai nhé. Con này giá công khai là 4.500.000. Bên em sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp cho anh em chỉ cần bỏ ra 1.500.000 là có thể sở hữu ngay con bơm Hyundai. Đấy, còn là các bác có thể trả góp theo tiến độ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến tối đa là 6 tháng các bác nhé. Đấy, 4.500.000 các bác bỏ ra 1.500.000 sở hữu ngay con bơm Hyundai nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu về những cái dòng bơm rẻ tiền hơn các bác nhé. Đây, rẻ tiền hơn thì em sẽ lên cho bác con bơm COC. Con bơm này là con bơm tập trung này, anh em cũng sử dụng khá là nhiều. Đấy, con bơm COC này em giới thiệu ở rất nhiều video rồi.
Con này là đời mới nhất 2023. Ở dưới đầu bò này sẽ có New Orion dập nổi các bác nhé. Đấy. Cái mẫu này cũng có ốc chống cháy nổ này. À, có chống cháy nổ, cái thứ hai là có buồng lọc dầu lọc khí khá là xịn sò và ok. Hiện tại mẫu này nhá đang được bên em bán giá công khai 4 triệu đồng bao ship tận nhà cho nghe anh em ship đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi lên toán nhé. Giá thì có thể lên số tùy theo từng thời điểm các bác nhé. Đấy. À, ví dụ thời điểm này em đang bán 4 triệu, thời điểm sau nó xuống em lại bán dưới 4 triệu, mà lên em lại bán trên 4 triệu các bác nhé. Đấy. Nhưng tất cả các sản phẩm đều được bên em bảo hành chính hãng nhé, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Con này ốc chống cháy nổ đây. Mẫu này thì anh em dùng thì cứ yên tâm nhé, không phải cần lo cái gì cả. Giá là 4 triệu bao ship đến tận nhà cho anh em bơm máy siêu xin. Còn anh em nào điều kiện thiết kế hạn hẹp mà các bác hoặc các bác chơi ít thì các bác có thể tham khảo sang cái dòng này cho em nhé. Đây, cái dòng này là dòng bơm ACE, bơm ACE này. Đấy. À, dòng này cũng có ốc chống cháy nổ này. Đấy, bơm lên con này cũng khá là khỏe và nhanh các bác nhé. Đấy. À, mẫu này bao cho anh bơm 300 cân nhé. 300 cân thời gian khoảng 2 phút rưỡi cho đến 3 phút các bác nhé. Đấy. Các bác nào chơi ít này, có điều kiện kinh tế hạn hẹp. Đây là một cái mẫu bơm tay vô cùng hợp lý trong tầm giá cho anh em. Khi em chơi bơm tay thì em nói thật các bác là rất chi là mệt và rất chi là mỏi nhé. Đấy. Con bơm AC giá công khai 3 triệu đồng bao ship đến tận nhà cho bác nhé. Đấy, giá này là em để cho bác giá là lãi mỗi tình cảm thôi. Trên thị trường người ta đang bán cái mẫu này khoảng 3 triệu 1 cho đến 3 triệu 2 thôi nhé. Đấy, mẫu này giờ để cho bác chỉ còn 3 triệu đồng bao ship đến tận nơi sau 3 tỉnh thành nhé. Còn bây giờ em sẽ lên cho bác một cái mẫu bơm điện 12V, giá cực kỳ là rẻ nhé. Đây, con bơm này là bơm mili nhé. Các bác có thể dùng điện 12V hoặc điện 220V đều được nhé. Ví dụ các bác nào dùng điện 12V, các bác câu bình AQ. Đây, chuẩn bị cho bác một sợi dây có sẵn này. Anh em câu bình AQ, âm vào âm, dương vào dương. Cái đầu này các bác đấu vào nguồn này, ok. Còn nếu bác nào mà chơi điện 220V nhá, thì em sẽ chuẩn bị cho bác một bộ đổi nguồn như này. Đấy, một bộ đổi nguồn nhá. Một bộ đổi nguồn thì anh em cắm điện 220V vào đây, nó đi qua cái củ này nó sẽ về 12V nhá. Đấy. Con này thì nó có ưu điểm nhỏ gọn, các bác đi đâu cũng xách được, các bác cho vào trong cốp ô tô, xe máy, xe đạp điện. Hết hơi, các bác có thể cắm vào bình ắc quy của ô tô, xe máy, anh em có thể bơm được. Rất chi là nhỏ gọn, tiện lợi đúng không? Nhưng cái dòng này thì nó có cái bất lợi là như thế này. À, khi các bác bơm thì con này, ví dụ tinh những cái mẫu này các bác bơm thì nó khoảng độ tầm 2 đến 3 phút là đầy. Nhưng con này các bác bơm đầy một bình phải mất thời gian khoảng 8 cho đến 10 phút các bác nhé. Đấy. Thì ví dụ bác nào mà có mình có thể ở cho ô cốp ô tô hoặc xe máy mình đi chơi hết hơi mình bơm nó cũng rất chi là nhà, vì trong cái lúc chờ đợi thì các bác ngồi giải lao cũng hợp lý, không đôi ba việc đúng không? Thứ nhất là mình vừa giải lao, thứ hai là mình đợi con bơm này bơm, mình có đồ đi chơi nó nhàn, nó không vất vả các bác. Đấy, thì một bộ combo như này nhá, combo như này bao gồm một máy bơm này, một bộ đổi nguồn, một bộ dây nguồn, một dây bơm đầy đủ hết cho anh em từ A đến Z nhé. Mẫu này bây giờ bên em đang bán khuyến mại cho em nhé, là 3.300.000 bao ship đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, bơm máy mini, cái bơm này bảo hành cho em 12 tháng. Hai cái mẫu này cũng bảo hành cho em 12 tháng. Cái mẫu Hyundai bảo hành cho các bác và em 18 tháng nhé. Đấy. Thì công năng từng cái loại bơm và kèm giá công khai em cũng đã thông báo đến cho các bác đầy đủ hết ở trên video này rồi. Bây giờ em giới thiệu lại, báo giá lại cho anh em nhé. Ví dụ các bác thích con bơm mini này, các bác bảo em ơi gọi đến hai đầu số rồi số, các bác bảo em ơi bán cho một cái bơm máy mini 12V giá là 3.300.000 bao ship tận nhà đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Còn máy bơm này là máy bơm ACE giá là 3 triệu này, bơm CNC là 4 triệu này, bơm Hyundai là 4 triệu rưỡi nhé, bao ship đến tận nơi sau 3 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc, bảo hành cho em chính hãng toàn quốc luôn nhé. Và đặc biệt là con bơm Hyundai kia các bác chỉ cần bỏ ra 1.500.000 thôi là các bác đã có thể sở hữu ngay một cái bơm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay các bác nhé. Đấy, đây có thể nói là một cây bơm vàng trong làng chơi BCB. Anh nào chơi BCB cũng đều có ước ao một lần sử dụng, một lần sờ vào con bơm này các bác, vì nó cực kỳ là cao cấp, nó là một cái mẫu bơm top 1 trên thị trường Việt Nam. Mà bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra bao nhiêu ạ? 1.500.000 thôi, các bác có thể sở hữu ngay con bơm Hyundai nhé. Bên em có chương trình hỗ trợ trả góp dành cho các bác ở khu vực miền Bắc và khu vực nội thành Hà Nội các bác nhé. Đấy. Thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay.